Hôm nay bác sinh lại làm cây vườn nhà à? Vâng, chào các bạn nhé. Hôm nay tôi làm lại cái cây xanh này cho nó gọn gàng tí. Nó lên nhanh quá. Lù lù ấy. Lá này mà nó lại nấu canh ăn được thì tốt nhỉ. Thế, không làm được cái gì, không sử dụng chỉ có vứt đi. Lá đó là cái lá cây thuốc ấy. Để sao tẩm để trở thành một cái vị thuốc thì tốt. Dù quá làm sạch nó đi rồi chơi có thể hôm nay lại vặt sạch lá đấy vì cây này cũng không sợ cháy ở cái vị trí này không sợ cháy cây lá nhỏ lắm đây lá rất nhỏ dòng xanh này xanh quê nhưng mà lá tuyệt vời. Dễ với cái thân của cây này nghe nó rẻ già quá rồi. Cây già là từ dưới gốc lên đến ngọn đều dễ nhiều chỗ thấy kiểu như xúc xúc đấy các bạn. Thế nào? Xúc xúc. Xúc xúc đâu? Thế mà khô nó già nó cô đọng lại. Thần tài dễ nó bám sát bám bám cuộn vào cái túi tiền cuốn chặt cái túi tiền tiền vào tay bọ không thể ra được. Làm sạch nó gọn gàng nhưng nhìn nó dễ chơi tùm. Thì cây này nó là cây thành phẩm nó có phải cây phôi đâu mà nuôi cái gì đâu để nó tốt quá. Bây giờ cắt để chặn thành bông thành tán cho nó sạch sẽ. Xong đến tháng 10 mùa đông thì tháng 11 thì lúc ấy là vặt lá để làm răm. Để tạo răm. Cắt để cho nó bằng thôi. Cây mẫu đơn ở đằng phía sau của bác đấy nó ra hoa khéo phải lắm. Bao nhiêu tháng này rồi mà nó vẫn cứ tiếp tục nhỏ, vẫn có những cái hoa mới. Thì nó hết hết từ này lại ra liên tục luôn mà. Cây nó nhỏ nhưng mà nó rất là cái tùng La Hán à. Tùng La Hán nhà bác có những cái lộc của nó nhìn không khác gì hoa nhỉ. Nổi bật lên luôn cái được không? Chùm lá xanh. Trông có được không? Được. Em có thích không? Nói chung là thích thì vẫn thích nhưng mà cây ở nhà phải tưới nhiều quá mệt thích lắm. Thì anh để cho đấy. Tiền có trả cho không thì mình thì anh để đấy em đem về nhà em để chơi tiền có trả
Đẹp thật đấy, cái lộc của nó. Khi chơi thì đem xe ra mà kéo vào là chơi. Bể nước này kể ra vui tai phết nhỉ, bể cá. Cái ngày thấy nước róc ra róc rách, cứ suốt ngày cứ cảm giác như là mưa. Anh thân bể nước cả. Anh thân bể nước cả và thân bể nước. Tí đó. Cái cây hoa này, cây này của bác vừa cắt hôm nọ, hôm nay lộc nó lại ra tứ tua rồi nhỉ. Cây tử đằng. Mà buồn cười thế, cái cây này lộc nó tím ngắt đấy. Cây hoa tử đằng. Hoa là gốc của cây pha la. Cái cây sara bên cạnh đây ha. Cây sara. Ôi, cái cây sara này hôm nọ lá nó to, nó tốt. Ngày mà những cái hôm nắng khéo một ngày phải tưới 3 lần. Gốc thì to, đất thì ít, lá thì sum xuê, to rất là nhiều. Góc sân nhà bác kia có một cái cây hoa điệp Lào để rõ hoa ra rõ đẹp mà để tít tận gốc ai ngắm. Cái hoa này những cái bông của nó rất là đẹp. Thế nhưng mà chỉ được mỗi cái là nó nhanh tàn. Thế là xong rồi bác ơi. Vâng, ngồi chưa đấy?
Đấy, cây này anh làm em ngồi em quan sát từ đầu đến cuối đấy. Sau này đến những cái cây sau mà những cái công việc đấy là em cũng cầm kéo em làm từng cây một, từng bước một để cho nó kịp tiến độ. Mỗi ngày đấy là mỗi người làm ví dụ 2 cây là 4 cây. Sau này em cũng ngồi trước cây em làm. Ồ, chưa làm thì cây nó cần đẹp, làm xong cây nó xấu thì không, bác bắt đền để chết làm, à? Vừa làm vừa học chị. Chơi nước dại. Phải làm đi chị. Đấy, cái nó tạo ổn đấy. Đây, mặt trước của cây đây. Ngồi thấp xuống. Đấy, tán của nó đây. Ổn ổn đây. Lượng răm cũng nhiều đấy. Cây này cây xanh mà cái lá của nó là tôi nghĩ là nó sẽ rất làm hài lòng anh em. Lá nó nhỏ như này, lá rất nhỏ mà lá đẹp, đốt rất mau nhé. Đây. Đây. Đốt rất mau. Chọn được cây lá nhỏ mà nó êm lá, nó đều và nó răm nó ngắn này là chơi thích lắm. Cô đọng lại. Đấy, còn cái bộ gốc của nó thì được rồi. Ôm lấy cái tải tiền của ông Thần Tài thôi. Cái này thực ra nó cũng ở cái tay mỏng này nó mới nổi cây được. Đất ít, ngày mai ở phía ngoài mình cho thay nước. Mà không thì chị có tưới. Đấy. Rất hài hòa. Nhẹ nhàng một người bê thôi. Đây này. Bê cho em chụp ảnh nhé. Chụp từ tay từ những lượng chậu này lên thôi. Đấy. Đây cây sung nhà tôi, cây tầm nhỏ một người bê được. Trồng này thôi nhưng cây già lắm các bác. Đấy, lên vảy rồi. Quả. Tôi đang cố gắng tôi dặn cái tán của nó xuống để sau này tôi sẽ làm giống cây xanh. Đây. Tôi sẽ cắt tôi tạo thành bông tay đào hoa. Đấy, nhưng mà làm từ từ thôi, làm một phát hết tất là nó sẽ chột. Nó không có quả nữa. Đấy. Tôi đang dằn rồi mà được khoảng độ một nửa, được 50% cái ý tưởng của mình. Sau đó thay cái chậu gốm đẹp vào đây là đi chơi đẹp lắm. Đây, đấy, tôi đang tạo bông dần này. Cứ mỗi lần mình sấn một ít, chứ đừng có sấn một phát tất cả là ảnh hưởng cái tốc độ ra quả của nó. Đấy, đợt này bắt đầu lại thêm một lượt vòi nhỏ ngắn ngắn đây, bắt đầu nhú ra tiếp này. Vì đợt này mùa mưa nó nhiều nước là đủ. Đấy, mai bắt đầu các cái cành dông này bắt đầu sắn thành từng tay một, bông một. Mỗi lần sắn gọn một cái. Đấy, để cái kia nó vẫn đang dông xong độ 3-2 tháng lại sắn tiếp cái bên cạnh. Thì cái này bên này nó nảy mầm là sẽ được một cây như ý. Các cái rễ này tôi gơi lên nó đang mọc to lên xuống rồi, làm chân này. Chia sẻ vui với anh em cái ý tưởng lúc nào làm xong một cây nó hoàn thiện mà nó ấm bới thì nó bắt đầu là mà vẫn đeo quả cơ, chứ nếu mà lại không đeo quả nữa thì hỏng hết, thì là chúng ta sẽ có một cái tác phẩm hay. Còn cây này thì tuyệt vời rồi. Cái này, cái bộ móng vuốt của con rồng dưới này rất đẹp. Cái này thì dịp này bắt đầu ra nhiều quả. Đấy. Lên tại trên này. Quả lên tại trên này hết rồi. Bộ móng vuốt của nó hay lắm. Hai cái rễ chống hai bên. Tôi để cho nó mầm xoay được, cho nên là mình cứ đảo hướng cây
dần dần là nó gọn. Và những cái cuốn video ở nhà không đi làm chương trình, trời nó âm u mây mưa này, cứ đem cây xuống một góc vườn này, làm dần nó sẽ gọn. Đây, ở góc này tôi có cây hoa tường vi đang nở. Cái hoa tường vi này màu rất đẹp nha các bác, màu nó đậm màu. Những cây này đang có lụ rồi. Cây tường vi cũng là một trong những cây mà rất là kỳ dị, thân rất kỳ dị, lù cục. Rồi, ok. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Vui thú điền viên cây cảnh vườn nhà là rất là thư giãn rồi.